Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cái món ăn của gốc Bếp Lê Nha của mình là cá mú đỏ nha các bạn. Bây giờ cá mú đỏ mình làm sạch rồi, rửa sạch cá và mình chuẩn bị nguyên liệu là cà chua với lại lá me. Sau đó thì tới làm rong đêm nha. Ta bỏ cá vào. Cá của chúng ta căng rồi các bạn. Thì chúng ta chế nước vào nha. Chúng ta đậy nắp lại luôn cá vô các bạn, chúng ta bỏ lá me vô nấu luôn nha. Thôi nha các bạn. Để vớt bọt á. Khi mà chúng ta nấu canh á, chúng ta phải vớt bọt thôi mà. Và sau khi vớt bọt xong chúng ta đi tiếp cái này. Cho được mèo rồi. Được cá trắng. Đổ một cái nước nha bạn. Và cho thêm một phần. Hai một canh nước mắm vào luôn. Tiếp cá thì sau đó mình bỏ cà chua vô. Lỗ chua cá hú đỏ này các bạn nấu với lại cà chua và lá me nha. Rau đi vào luôn các bạn. Mình vừa chia sẻ với các bạn canh cá hú nấu với lá me và cà chua nha các bạn. Canh chua cá hú đỏ nấu với lá me và cà chua nha các bạn. Nêm nếm thêm một ít nữa rau tần dừa lá và lá huế nha các bạn.